Chào các em, trong bài học ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu đến các em về Outer Class. Outer Class là một class được khai báo bên cạnh Public Class như chúng đã học lâu nay. Thì để cụ thể hơn cách khai báo cũng như cách sử dụng thì anh sẽ cùng các em đi vào trong code. Thì đầu tiên, trong Project Inner Class của anh, trong thư mục src anh sẽ tạo một bucket mới. Anh đặt tên là com.trungtamjava.outerclass. Thì bên trong này anh sẽ tạo một class. Bên trong bucket Outer Class anh sẽ tạo một class mới, anh đặt tên là Person. Thì ở bên dưới này anh sẽ gọi là Outer Class. Ở đây anh sẽ khai báo một class là Kid. Như vậy thì các em thấy là class Kid ở đây được gọi là Outer Class, tức là class được khai báo bên cạnh của Public Class. Thì như anh đã dạy rồi, trong mỗi class phải có ít nhất một Public Class và chỉ có duy nhất một Public Class, đấy là Person, trùng tên với tên file. Và ngoài ra chúng ta có thể khai báo một Outer Class. Ở đây thì chỉ có một loại là default, nghĩa là các em không thể khai báo được private hay protected được. Anh giả dụ khai báo protected sẽ báo lỗi ngay. Thì ở đây nó chỉ có một loại quản lý truy cập duy nhất, đấy là default. Thì trong outer class các em có thể khai báo mọi biến mọi hàm như bình thường. Anh giả dụ là private in tuổi đúng không? Ở đây các em có thể khai báo hàm như bình thường là public void hello, rất bình thường thôi, không có gì cả. Các em có thể switch to mouse, đây là xin chào. Thì class Outer này được gọi là Outer Class. Thì các em chú ý cho anh, kiểu quản lý truy cập ở đây chỉ có loại duy nhất là Default. Để gọi hàm Outer Class thì chúng ta sẽ tạo một đối tượng của Outer Class này. Anh giả dụ trong Person anh sẽ tạo một cái hàm là Public Void xin chào đúng không? Thì trong này anh sẽ tạo một đối tượng là Kid. Kid bằng New Kid. Và đây Kid.hello. Đấy thì các em thấy là chúng ta tạo đối tượng như bình thường, như bao class khác chúng đã học lâu nay. Cũng như các em có thể kế thừa outer class. Nếu trong cùng bucket anh có thể anh tạo là subclass. Thì subclass này anh có thể kế thừa. Anh có kid. Và từ đây các em thấy là subclass này có thể kế thừa từ kid, là một outer class bên trong person này. Tuy vậy nếu em tạo một class ở khác bucket, anh là dụ là sub class 2, thì các em không thể kế thừa được. Anh là dụ anh gõ kế thừa đúng không? Kid. Thì các em thấy đây nó báo lỗi ngay, bởi vì ở đây trong class person kiểu dữ liệu, kiểu quản lý truy cập của outer class là kid, ở đây là default. Mà default thì các bucket chúng ta không thể truy cập được, chúng đã học về quản lý truy cập rồi. Như vậy các em chú ý cho anh. Về cách sử dụng thì nó cũng rất đơn giản thôi. Các em gọi đến outer class như bình thường. Anh giả dụ bên trong subclass này anh tạo một hàm main đúng không, thì anh sẽ tạo một đối tượng là kid. Kid bằng new kid. Kid.hello. Các em thấy là việc truy xuất vào outer class trong cùng bucket thì nó truy xuất như bao class khác, như bao public class khác thôi. Các em chú ý cho anh như vậy. Thì trong bài học ngày hôm nay các em đã học về outer class rồi, cách khai báo cũng như cách sử dụng, cũng như là một số đặc điểm về kế thừa và quản lý truy cập. Trong bài học tiếp theo anh sẽ giới thiệu với các em về inner class. Thì hẹn gặp lại các em.